Mời bà con cùng thưởng thức nha, nhớ share like cho tụi em nha. Kìa, Trần Sơn, sao đến giờ này anh mới tới? Tôi đã rượu ngựa âm thầm trong sương sớm, đường xa nó tới muộn, mong tiểu thơ hãy thứ lỗi cho tôi. Sơn ca, em ghét anh ghê vậy đó. Tôi có làm gì phật ý tiểu thơ? Anh còn hỏi nữa, anh ác lắm. Tôi ác? Nhưng mà tôi ác hồi nào tôi không hay vậy kìa. Thôi đi, anh đừng có giả vờ như không hay, không biết. Anh cứ bắt người ta phải nhớ, phải thương, phải sầu, phải khổ, và phải mong chờ thân thờ tương tư như kẻ không hồn. Cứ chào xa trong bóng, nghe gió sương lai mạnh, cứ ngỡ anh tìm đến thăm em. Sương ca, thì lòng của tôi có khác gì tiểu thơ? Nhớ thương ai đứng ngồi không yên, nhớ bóng trăng soi, nhớ của bao vùng nơi lối hò hẹn xưa. Rồi ngày hôm nay ước mong đã đạt thành, hãy nắm lấy tay em mà truyền hơi ấm. Cuộc tình sớm đi vào ly tan. Trần Sơn ơi, đã trải qua bao lần mưa nắng tuyết sương, em đã ôm mắt nhớ thương mà đợi chờ anh như gió mát đời trăng thanh, như hoa cúc hoa mai đang chờ mùa xuân nảy nở. Và Sơn ơi, Sơn ơi, dù xa vắng đôi nơi, vẫn ghi nhớ đến tàn ơi tâm tình tha thiết. Và trải qua mấy dặm ngàn ly biệt, em là con thuyền đi tìm bến đỗ, là kẻ đang chờ phút trùng quan. Vì sao lần gặp gỡ em thấy cả trời thương đang rộng mở giữa tim mình. Sự thật bao giờ cũng đầy ngang cay, đời lắm phù phàng cay đắng em ơi. Bên dưới sông sâu có khi rộng khi lớn, đằng chơi dần trăng đỏ có khi tròn khi khuyết. Còn tình của đôi ta là bài ca diễm tuyệt, dù đã thiên phu nhân tình chẳng tình là dây trói cả đôi tim. Dù bao đắng cay muôn vàng khổ sâu, tình còn mãi gắn bó bên nhau, thì bao vàng khổ vẫn còn đeo mang. Cánh chim liền đôi vượt qua giông bão đến nơi bình yên. Hãy
chạm qua lòng anh thương nhớ, biết bao giờ quên kỷ niệm xưa, nhớ chẳng hôm nào mình bên nhau, tay trong tay anh vẫn yêu, dù ta không còn gần gũi bên nhau, dù biết chờ đợi chỉ là hoài công, nhưng anh sống với tình em qua kỷ niệm êm đềm. Nhưng gặp gỡ làm gì khi phải ly tan, tình chưa trọn vẹn thì đừng nên dương chân. Sơn ca ơi, có gì đâu mà anh phải buồn lo sâu lắng, để em phải bàng hoàng trong giấc ngủ chim bao. Xin mời. Hết rồi. Nhớ xe la cho tụi em nhé. Nhớ xe la cho nghe em ca, em thở muốn chết em luôn. Chị Bình An ơi. Dạ. Thì hình như là chị giả giọng của nghệ sĩ Diệu Hiền. Dạ. Rất là hay. Dạ. Không biết là đợt này là tham gia trong cái chương trình giọng cổ kiếp tầm này, chị có thể cống hiến cho quý khán giả bài đó được không? Dạ được, nhưng mà em hát đoạn khác nghe anh. À vậy hả? Dạ. Miễn đoạn nào mà có Diệu Hiền là được rồi. Dạ. Giống Diệu Hiền là được rồi. Dạ. Dạ mời quý vị hãy xem vở cải lương được mang tên Nhụy Kiều Tướng Quân. Nàng Trinh, nàng định đánh hay sao? Nàng không thương tiếc người dân bản làng hay sao? Ta biết rằng ta đây thương tiếc nhưng các người phải biết bao cánh tan thương, tôi hết sức hơn cấm nhưng phải ném cầm hồn. Lương thực của ta đâu đủ sức để nuôi quân đánh giặc. Ba cây lúa đêm cộng với năm cây lúa vàng dội lắm là nuôi nghĩa quân cỡ khoảng được 2,000. Trong vòng 8 tháng hoặc là nửa năm, đất chung này trống trải cội giặc có thể đem quân bao bọc muôn bề. Phía bắc phía tây sông nước đổ về, không có một nơi nào ta đặt được na bay hầm chân. Nếu ta nắm lòng đem quân ta ra giao chiến, giặc của vậy ta sẽ thiệt hại khôn lường. Nói như vậy ta hàng giặc hay sao? Để chúng nó tự do mà tàn sát dân lành. Hèn à, không, ta không bao giờ ta hàng giặc, vì ta sẽ thắng và sẽ thắng ngay ở trong trận đầu. Chị Trinh thương anh em như một án mây mù, làm Trinh nàng có cách nào chỉ dẫn cho anh em? Đó, một dải núi cao vô cùng lợi hại, vào nơi ấy mà rèn quân luyện cày. Nếu như vậy ta rời xa làng bạc, ai đốt nén hương tàn cho mộ mà ông cha. Xa quê hương cũng chỉ vì bản làng, để cho cuộc chiến này khỏi đỡ tốn máu xương. Quá một thời gian mới đủ sức giết thù, có sức thề ở các biển khơi cởi ách nô lệ, chứ không quyết cúi đầu làm tì thiết cho. Thưa nữ chủ Lê Quân, sao hôm nay Lê Quân thay đổi cách xưng hô làm cho chúng tôi vô cùng sửng sốt? Thưa chủ tướng, Lê tướng quân từ thổ ấu thơ, chúng ta cùng chung một thầy, cùng chung một đường gươm mũi giáo. Lê Huynh vẫn thường gọi Trinh này là cô út sao bầm nhưng chuyện cũ ngày xưa xin đừng nên nhắc lại, khiến lòng tôi uất hận khôn tan. Giờ đây chuyện gian sang xin ký thác
ở tai nàng. Thu nha, thu dân tộc nặng gánh. Triệu tiên công nửa đường gãy gánh, bỏ biết mấy công trình nơi đất Quân An. Hôm nay Lê Minh tôi xin vòng tay cùng cô Út và nhân dân ra sức dẹp xăm lăng. Thay thế anh mình à, xin hãy dẫn cho tôi sao trước một lời thôi. Xin có đất trời xét soi, ngày hôm nay Lê Minh tôi xin thề à, trước vong linh của người chủ tướng anh hùng bằng tất cả tâm chân tình, bằng máu nóng trong tim. Lê Huynh vì bởi lẽ đâu Lê Huynh xúc động xin sao à, trước tòa ngọn ngủ những bí ẩn trong lòng của người anh đầy mến thương. Thưa nữ chủ, còn đây là toàn bộ kế hoạch, xin người hãy nhận cho tôi. Khi nào tan bóng giặc thù, lời ta từ bạn hiểu lòng tôi. Lê Tân Quân, mời Lê Tân Quân hãy đứng lên. Trả hàng sáng trái giấc cả, xin dân. Lê Tướng Quân, vậy thì ta mời Lê Tướng Quân hãy ngồi xuống đây. Dạ. Lê Tướng Quân, Lê Tướng Quân cứ ngồi đi. Dạ thưa nữ chủ. Nếu đã gọi ta là nữ chủ tướng thì ta ra lệnh cho Tướng Quân phải ngồi dạ nhớ cho đến khi nào có được lệnh của ta thì Tướng Quân mới được đứng lên. Nghe rõ chưa? Xin dân. Lê Tướng Quân, Tướng Quân ơi dần lại của non sông. Dạ thưa nữ. Dạ. Trong lúc khó khăn nguy biến có gian nan số già anh hùng nói Lê Minh tôi xin đa tạ tấm chân tình của người chủ tướng. Giờ đây Lê Minh tôi xin bái biệt. Khoan, Lê Tướng Quân, Lê Tướng Quân hãy chờ ta trong chốc lát nha. Xin dân. Lê chia tay dâng lời trai ly sổ đau đây non sông đang chờ ngày đầy ước mơ toàn dân sinh ghi nhớ
đường. Lời vàng xin ghi nhớ, trên đường xa mang vào lòng. Sùng sục xoay tôi xin thề, trên anh thép xin thề, trước ngàn vàng xin linh đứng lên vinh dự nước non này. Đưa tiễn một người đi, đi vào nơi hiểm nguy bên men rượu giới đây. Tôi xin thề bằng danh dự, tích thảo luyện cương, chờ ngày quốc khởi, đánh đổi sông lăng đã lấy lại cơ đồ. Phúc lên đường nghe rạo rực cả tâm can, tôi sẽ cắt đầu thù và tế trước linh hồn minh chủ. Đây Lê Minh tôi xin bái biệt. Bái biệt. Bái biệt. Là hết. Hết rồi. Quá trời hay luôn. Nàng bỏ ta rồi hỡi ấy ngăn. Đêm ân tình đã nợ ân tình, gục đầu ta khóc câu tương biệt. Người ngọc bây giờ gọi cô nhân, bàn quý ơi lệnh ban ra là tam ban trào điên. Ta nghe tim ta cỡ hồ rung chuyển, tương cho ai lại túi thẹn cho
một đấng quân vương ngang dọc giữa triều đình. Cam bất lực trước hai vị mẫu hậu, không cách nào để cứu tử người thương. Ta xót thầm số kiếp một quân vương, khi dòng châu ràng rùa thấm lòng bao. Tôi từ này vĩnh viễn xa nhau, ruột nát hồn đau chứ nỗi sầu giảng kỳ. Anh nhìn kỹ coi có phải em không? Anh đâu, anh coi có phải em không? Y chang như Lý Bình An vậy hà. Trời ơi, Thay Điền anh nói vậy đó. Anh Thay Đường mà cũng nói đúng quá ha. Thì bởi vậy
Có đôi mắt nhung tâm thấp trung trung mà nhiều chiến công ngang tầm dũng sĩ. Giờ tan mặt em ta nói là hiền, hiền như bông bưởi đang nở trong vườn. Chỉ hành năm trước cũng tương tựa như em già giảng gì bình thường. Nè anh ơi, anh ở sông Tiền hay là sông Hậu? Dạ tôi ở Sài Gòn. Dạ xin lỗi à, anh thứ mấy? Dạ tôi thứ ba. Còn em á thì em thứ sáu. Chứ anh ba khen giúp em anh thiệt hay là nói cho vui vậy anh ba? Dạ con Sáu ơi, bấy lâu nay văn kỳ thân bất kiếm kỳ hình, giờ gặp là mới liền ha. Anh nói thiệt không, anh mê ai, đàn bà hay là con gái? Ôi mê đất, mê người, mê những nụ cười và mê điệu hò má dài của... Của ai? Của bà má bài. Hú hồn, hú hồn nhờ có bà má bảy. Anh ba ơi, con gái như Hạnh làm em nó thiệt tình vậy nó bà? Tôi thì cũng mình sao nói ra làm vậy mà cô từ buổi cãi cô xảy qua buổi cà hoài vậy hả? Anh ba ơi, con gái là em thiết thà nhớ. Sao? Dạ. Nói trời có chút xíu mà em nghe giận em mà. Vậy chứ sao hả anh ba? Tôi nói vậy mà không phải vậy nha. Tôi muốn hỏi cái công việc không canh xuân vụ trồng đậu cây lúa có tốt không vậy mà? Vậy anh nghe em nói nghe. Quá mai gọi trắng gọi đào vàng mơ rụng lúa qua màu vườn nên. Cô Sáu. Dạ. Cô Sáu có nhìn kìa cô Sáu. Dạ thấy gì đâu anh. Anh đâu thấy gì đâu. Trời ơi, thấy đường mà kêu dòm nữa ha. Mẹ đấm dài đường cài như con cô má hồng mà lòng kéo sơn. Gió đưa nè, gió đầy mầm cơn. Đừng khen mà em mắc cơn. Mắc cỡ gì? Đừng khen là hay mắc cơn. Sày bả quở á. Vậy hả? Nay á gặp anh đây giữa đường giữa ngõ, anh hỏi mà em không nói thì sợ anh bảo con nhỏ nó hay làm le. Tôi khó tánh lắm mà ai mà hỏi mà không nói là tôi giận luôn á. Thiệt không nè? Thiệt chứ, anh Thái Điền. Chớ còn ở đây nói chuyện với anh ba cho hết tình hết nghĩa thì chắc em phải trở vô nấu bữa cơm chiều. Dữ vậy cô Sáu? Vậy anh ba vô nhà em chơi nghe. Tươi sống xuống đầu em về. Cô Sáu nói vậy tôi e không tiện cô Sáu à. Chớ lẽ em ở đây tiếp chuyện với ba sáng này hay sao? Cô Sáu à? Dạ. Cây có gốc mà trổ cành xanh ngọn. Tôi muốn cô cho tôi chứ cô chọn cái nghĩa mới quen. Ý trời à, anh nói gì mà em không hiểu à. Thôi để em đi tưới đậu kéo trưa rồi. Anh ba vô nhà chờ ngồi chơi với
cái này căng quá. Cô Sáu à, cô thì hỏi một câu cũng làm lâu cô đôi chút, mà hỏi cái công việc cô sản xuất thì một lúc cũng xong thôi à. Ý, đâu có được nè. Mãi mà là chết á. Chuyện em làm thì xuống em hiểu, chớ ở đây tiếp chuyện cho em ba hoài, chưa cả cuối heo hết anh ba ơi. Bà con nghĩ hẳn sẽ chê cười, em bỏ qua màu chết khô vì đứng nói chuyện. Vậy đó hả cô Sáu? Vậy thôi cô đi tưới đậu đi. Thank you.
càng qua thôn xóm, lửa bão ta thiêu đốt mái nhà tranh, giường áo nhỏ gót giày đứng dầm nát, anh quyết đứng lên để bảo vệ quê mình. Còn tôi chẳng có ghiền gẫm chi hết, chỉ có lai rai để giải muôn tiêu. Sau ngày một, ngày hai, ngày ba không có rượu, tôi thấy đau lưng, sổ mũi nhức nhối.
ở đầu. Tại mấy bà mấy cô không biết uống rượu nên bài điều đặc chuyện là ghét rượu, chứ mấy bà ăn trầu ăn bánh đâu ai nói gì đâu, phải không chị Bình An? Ông bà ta khen đáo khen để cho nên văn chương chữ nghĩa để lại cách chồng. Cả chồng nào là vô tử bất thành lễ, nam vô tử như kỳ vô phong, tử nhập tâm như hổ nhập lâm. Còn thời đại ta biểu dương nó hết mình, rượu nếp gọi là nước mắt quê hương, nó còn quan trọng hơn mấy gì dương, nên gọi là đê. Nào giờ nghe Phước Bến Tre hát Thanh Tuấn rồi, bữa nay hát hài ha, chỉ hài. Trời ơi em nói thiệt với anh, em hát bài rượu này người ta tưởng em uống rượu, chứ thật sự ra em bỏ rượu lâu rồi. Nhưng mà nhớ rượu dữ lắm à nghe. Nói về uống rượu thì em thấy cái câu này nè, anh thấy điền với chị Bình An sao, sao không? Sao? Chữ nho có dạy rằng chim con lựa cây lành mà đâu, còn gái khôn thì lựa mấy cha ăn nhậu mà nhờ. Nên tôi suy tôn Đỗ Khương là tổ nấu rượu, còn Lưu Linh là một tay uống rượu xong. Nói thì nhiều, uống chẳng bao nhiêu, sáng nhiều nhiều ít ly, trưa sương sương ít ly, chiều lại ra ghi lít. Nếu có mồi ngon cũng được, không thì trái ớt me giòn cũng đủ nhấm sơ sơ. Nói về tài nội trợ tôi xuống dắt một cây, nào là canh thương lương, cá tra chân tương, bò tái giấm, vịt tiết canh cày nấu lẩu ngon chưa. Ví dầu du lịch năm tây, tổ tài nấu nướng diêm dương quỷ sứ A Tì chắc phải xài theo. Nghe em kể mồi mà em chảy nước miếng luôn á Phước. Đã không? Kể cái chuyện này còn vui nữa nè. Có một bữa nọ tôi cùng thằng bạn bỏ cơ quan đi ăn nhậu từ sáng sớm tới tối thui. Rượu vào chân tay tôi ngứa ngáy nên tôi đập nát quán. Bà ba lít nên được hân hạnh bị công an mời đi. Bóng lệ tôi lơ rớt lâm ly như chút anh đài nơi Nam Sơn tiểu lộ. Nghĩ đời mình chắc như dịch hấp cao, bị xào nấu tớt hành tỏi mỡ. Khi về đồn được giảng ô ra làm bản tử kiểm bỏ thối say xưa. Còn nghe đâu thằng bạn tôi bị tôi mạng ở nhà thương, bác sĩ nói nó bị rượu đốt cháy tâm can không cứu nổi, giống như thịt cầy bị tiêu trên ngọn lửa vàng tươi. Trời ơi, lỡ nghe lầm làm linh Lưu Linh, anh lúng lòng anh lẹo anh lưỡi anh lại anh luôn anh lỡ lời. Từ nay bỏ tôi ăn chơi tôi đi tìm lại cuộc đời con trai. Giả từ nghề thiếp sĩ sai, hôm nay tôi bỏ rượu là ngày đáng yêu. Quá hay rồi. Mưa nắng dài dầu chiều này tôi chẳng ban đầu, tìm cô không gặp tôi gối đầu mỗi đêm. Ghe chiếu Cà Mau đã cắm rào trên bờ kinh ngã bãi, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Quá trời giống rồi. Cửa nghĩa trường cô đã qua kinh từ hôm nào, tôi dắt đôi chiếu bóng từ vui nghe lớn xóm rầy. Chiếc cao nhuộm bùn đã lấp tâm giọt mồ hôi. Trời quá đất,
ca gì mà giống dữ vậy trời. Mấy ông thông cảm, không biết giống được chút nào không. Em cũng cố gắng hết sức. Đi
cùng là phạm điều cũng cấm
su, giờ này em ở đâu? Ca su, Phước nhé, Đậu Phước. Chúng mình xa nhau ơi, người ơi. Nhớ thương em nhiều, những lòng biết gửi về đâu. Điều tâm sự muốn gửi đến em với tất cả tâm tư, để cho em hiểu được lòng mạnh trong những đêm dài xa vắng. Những gì hoàn cảnh trái ngang đành lạnh lùng chua xót, nuốt lệ làm vui để xóa trong tim một tình yêu thơ mộng, để cho em sắc son cùng chồng mãi mãi, và để cho anh đóng tròn vai một người anh cao cả. Không còn lưu luyến nhau.
ơi tình người sao lắm nỗi đoạn trường, ai ghi chi bao cảnh tình ngang trái, để đôi lúa mình mãi mãi xa nhau. Cá su ơi anh xin thề, anh là anh ruột của em, anh xin hứa sẽ bảo bọc nhất nhiều sao trước cho một linh hồn được an tâm mà cất bước cho mẹ và em trong cuộc sống mà sang giàu. Ca đu ơi, ca su em trở lại đây là để gặp mặt anh lần sau vui. Sao bây giờ anh nói chuyện kia xa? Cà ru em, bà sư ơi em không có lỗi lầm gì cả, tại vì nghịch cảnh trang an, xin em hãy hiểu cho anh mà tha thứ. Em hãy nói nữa đi.
em hãy nguyền rủa nữa đi cho vừa lòng quá dài. Hiếu ơi, tôi tìm hiểu như cách như hoa, như khóm phong lan xưa, lần về ngõ trúc như cánh nén, nhớ mùa xuân quay về xứ cũ. Thì cũng như tôi tìm đến cô là do mối tâm tình từ thơ ấu của thuở hồn diễn cùng tung tăng đùa giỡn trước sân trường. Ngôi trường xưa của làng quê đại ngại ngồi lưu luyến vô cùng, vì ở nơi đó có hai tâm hồn bé bồng, nhà cấn kề kỷ niệm rất thâm sâu. Rồi lên Sài Gòn theo chung hồng xa quê, nhưng lòng vẫn nhớ về quê hương ngọt ngào dòng sông Hồng. Gió chương về hơi lại nhớ thương, nhớ khói sương mù của làng quê. Còn nữa, mấy năm tháng rồi anh xa quê, anh trung học ở Sài Gòn, anh có một lần về quê hương đại ngày. Có một mùa bài trường năm đó, tôi trở về quê thăm lại bạn hiền xưa, nhưng ngôi nhà học thì quân trường ác nghiệt buộc tôi phải xa lìa đèn sắt. Tôi không muốn làm mồi cho bom đạn, đi lo lót tiền để làm cảnh sát để được yên thân. Gặp lại nhau đây chưa kịp vui mừng, nhưng hiếu thì một bề hờn